What's up các bạn, trở lại với vlog của Trung. Oh, khoan. Boom. I'm back. Thì bữa nay video bữa nay là Trung sẽ muốn giới thiệu với mấy bạn một hãng supplement mới. Bam. Chắc hẳn là mấy bạn đang rất là thắc mắc là những cái sản phẩm lúc nãy mà ở cái đoạn đầu của video đó là cái gì đúng không? Thì bữa nay Trung rất là vui khi mà mang đến cho mấy bạn một hãng supplement mới như Trung đã hứa ở cái video trước. Và sẽ có một câu hỏi đó là tại sao anh Trung lại có thể hợp tác nhanh với lại một hãng mới như vậy? Thì thực sự là cái khoảng thời gian mà Trung ngưng hợp tác với lại MyProtein và nhận được lời mời mới từ ở bên chỗ mới thì thực sự đó là một khoảng thời gian rất là dài và Trung không có cập nhật với mấy bạn. Nên thành ra là mấy bạn sẽ thấy rằng rất là nhanh như vậy, nhưng mà tại vì thực sự nó là một cái, cả một cái quá trình hợp tác nên thành ra là thực sự là không thể sào show cho mấy bạn coi được hết. Nên thành ra là Trung đợi khi mà mọi thứ nó ổn định được hết rồi nên Trung sẽ làm video và để giới thiệu với mấy bạn. Thì đây cũng là một cái video cũng cách khoảng thời điểm nó cũng khá là lâu. Thì nay là Trung đã đang và hợp tác với lại một hãng supplement mới. Ok, sẽ không để mấy bạn đợi lâu, thì bây giờ Trung sẽ đi vào phần chính của video này, đó là Trung sẽ trả lời những cái thắc mắc của mấy bạn, đó là Trung đang hợp tác với ai, đó là hãng nào và từ đâu và chất lượng như thế nào. Thì ok, Trung sẽ trả lời trong cái video bữa nay. Hiện tại thì Trung đang hợp tác với lại một cái shop mà mấy bạn nghe tên là chắc chắn mấy bạn cũng có thể hình dung ra, đó là shop web thể hình. Thì shop web thể hình được tìm ra bởi một người rất là nổi tiếng và cũng rất Trung rất là hâm mộ anh đó, và không ai khác đó là anh Lê Trung Chính. Ok, thì chắc hẳn mấy bạn đã coi video này của Trung cũng đã biết qua anh Lê Trung Chính rồi đúng không? Thì anh Chính là cũng là một vận động viên đánh chuyên nghiệp của Việt Nam ở các sàn đấu luôn. Thì thực sự là Trung rất là hâm mộ anh Chính từ xưa đến giờ, từ lúc mà Trung mới biết tập tạ đến giờ luôn đó. Thì sau đó lúc đó là biết được Facebook của anh Chính và cũng có add friend và cũng có xem qua những hình ảnh của ảnh đi thi đấu. Thì dạo gần đây thì anh Chính cũng không còn thi đấu nhiều nữa, nhưng mà anh Chính đã lui về và đang hiện tại đang ở Hà Nội để làm shop web thể hình này. Okay, thì anh Lê Trung Chính đã và đang nhập độc quyền hai hãng supplement từ Úc về, và thực sự là mấy bạn và Trung và mấy bạn sẽ rất là ấn tượng, amazed về cái chất lượng của hai hãng sản phẩm này, bởi vì cái xuất xứ của nó là từ Úc. Và chắc là mấy bạn nào mà coi video của Trung ở Úc cũng biết, thì những cái hàng xuất ra khỏi nước Úc và cũng được kiểm định rất là tốt bởi chính quyền của nước Úc. Thì thực sự là tại vì Trung cũng là một người học ra từ một cái trường của Úc tại Việt Nam, nên là Trung cũng biết được rằng những cái văn hóa của người Úc và những cái sản phẩm của người Úc khi mà xuất ra khỏi nước rất là chất lượng và họ kiểm định cũng rất là nghiêm ngặt luôn. Nên thực sự Trung rất là amazed với lại cái hãng này. Thế thì Trung sẽ nói ngắn gọn qua cái lý do tại sao mà Trung lại đồng ý hợp tác với lại lời mời của bên anh Lê Trung Chính và shop web thể hình. Thì thực sự là anh Chính là người giới thiệu cái lời mời này đến với Trung, và Trung rất là tò mò là đây là hai hãng quay nào và đến từ đâu, thành phần của nó ra sao, có tốt hay không. Thì sau khi nghe anh Chính giới thiệu sơ thì Trung cũng có đi tìm hiểu riêng bản thân Trung về hai sản phẩm này, thì mới biết đó là hai sản phẩm nội địa của nước Úc. Thì đó là một hãng, đó là Urban Muscle và một hãng là Evolve Nutrition. Thì Trung cũng có nghiên cứu từng hãng một, thì thực sự là Trung rất là ấn tượng và amazed trước cái trang web và cũng như là cái thành phần của cái sản phẩm đó thông qua cái trang web đó. Và riêng bản thân của Trung nha, là Trung rất là thích những sản phẩm mà đến từ Úc, bởi vì là Trung cũng từng là một học sinh học qua của một ngôi trường của Úc, và đây là hai sản phẩm nội địa của Úc. Và thực sự là Trung rất tò mò, bởi vì hồi xưa là Trung có học về một cái lớp là liên quan đến những cái công ty, những cái cơ quan chức năng của Úc, thì được biết rằng là họ rất là nghiêm ngặt về tất cả các mọi mặt luôn trong nước Úc. Thì kể cả gọi là immigration, nghĩa là những cái mà nhập cư vô cũng rất là khó khăn. Nên là Trung nghĩ rằng là người Úc họ rất là kỹ trong tất cả các cơ quan chức năng luôn. Nên thành ra là Trung mới tìm hiểu rằng là hai cái hãng này và hãng Evo có được kiểm định bởi một công ty nào đó ở trong nước Úc hay không, hay là một cái công ty thứ ba nào hay không. Thì thực sự là rất là bất ngờ khi mà ở trên cái nắp của cái hãng Urban Muscle này á, tại vì lát nữa Trung sẽ show cho mấy bạn xem. Và trên cái nắp là nó ghi là được kiểm định bởi hai cơ quan chức năng rất là nổi tiếng, đó là ASADA và WADA. Thì ASADA đó là Australian Sport Anti-Doping Authority, và WADA đó là World Anti-Doping Agency. Thì đó, mấy bạn nghe thấy cái từ anti-doping đúng không? Doping là những cái chất kích thích và họ anti nó, nghĩa là họ chống lại những cái ăn gian ở trong thể thao. Thế nên là hai cái cơ quan này là họ sẽ kiểm định cái chất lượng của cái whey này, và
mấy bạn có thể thấy được rằng là nó rất là chất lượng, bởi vì hai cái, nếu mà nó đã được cấp một cái tem về an toàn như vậy thì mấy bạn nghĩ xem, người Úc họ đã kiểm định rồi và họ làm cho người Úc sử dụng, nên thành ra là họ không thể nào mà họ kiểm định giỡn được hay là kiểm định họ là một cách qua loa được. Họ đang sản xuất cho người Úc xài và cho người Úc tiêu dùng, nên thành ra là họ rất là kỹ trong cái khâu đó. Họ không thể nào mà họ hại dân của họ được. Mấy bạn cũng hiểu ý chung mà đúng không? Cho nên là mình rất là may mắn khi mà mình có thể nhập được một cái hãng whey từ nước Úc về và được kiểm định bởi người Úc. Thì để mà tránh gọi là gây một cái sự phân vân cho mấy bạn ở trong cái video này, thì Trung sẽ dành cả cái video này để nói về một cái hãng đầu tiên, đó là hãng Open Muscle, để cho mấy bạn có thể tập trung được vào một hãng ha. Thì đây là hai hãng của Úc, là nó chắc chắn sẽ rất là tốt, nên thành ra là Trung sẽ dành thời gian để review cho mấy bạn từng sản phẩm của cả hai cái brand này. Cho nên là mấy bạn cứ yên tâm ha, các bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất kỳ một sản phẩm nào hết. Và chúng ta sẽ không đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đi vào ngay những cái gì đang có ở trong cái thùng lúc nãy mà Trung mở cho mấy bạn xem. Ok, thì sản phẩm đầu tiên mà mấy bạn chờ đợi nhất và không thể thiếu trong bất kỳ một video nào unboxing của Trung, đó là whey protein. Ok, thì đây là một hộp whey protein WBI, đó là whey isolate của hãng Urban Muscle ha. Thì lát nữa Trung sẽ đọc cái thành phần nutrition fact cho mấy bạn ở trên video. Thì ở trên tay Trung nó là mùi chocolate dream, và một hộp nữa đó là mùi vanilla cream. Thì hiện tại là ở trên shop của anh Chính là đang có hai mùi này đặc trưng nhất, thành ra là mấy bạn đã có thể order được hai mùi này. Và mùi chocolate dream là hiện tại là Trung đang sử dụng và thấy rất là dễ uống, và mùi vanilla cũng vậy. Mấy bạn có thể biết rằng là mùi vanilla và mùi chocolate là hai mùi rất là cơ bản của whey và cũng rất là, thực sự rất là dễ uống luôn ha. Thành phần của cái hộp whey protein này bây giờ Trung sẽ đọc cho mấy bạn xem, và lát nữa Trung sẽ bỏ bên này một cái tấm hình của nutrition fact của cái hộp này ha. Thì ở trong đây là một cái scoop của nó, serving size của nó sẽ là 35g. Thì có cái số mấy bạn chắc chắn mấy bạn quan tâm, đó là protein đúng không? Thì protein trong 35g đó là 31,3g protein luôn. Trong một scoop duy nhất các bạn được 31,3g protein. Thực sự nó rất là cao luôn, nó quá cao so với những cái hãng whey hiện tại trên thị trường, nếu như các bạn biết. Và cái lượng fat của nó thực sự rất là thấp, đó là 0,1g fat cho một scoop thôi. Và còn một cái nữa, đó là 1,1g carb, nó quá thấp luôn. Và thực sự là nó sẽ không gây mấy bạn mập, tại vì đây là whey isolate, nó là ultra low carb và ultra low fat, và còn một cái nữa là gluten free. Nếu mấy bạn nào mà bị dị ứng thì mấy bạn có thể sử dụng cái hũ whey này rất là tốt, vì nếu bạn sử dụng lactose thì mấy bạn có thể sử dụng whey isolate. Thì cái hãng này hiện tại là có whey isolate ở đây, và ngoài ra ở trong cái hộp này á, nó còn có rất là nhiều thành phần khác nữa. Thì trong này là có rất là nhiều những cái amino acids, chẳng hạn như là isoleucine, leucine, valine, đó là BCAA, và còn rất là nhiều thứ nữa. Bạn có thể thấy cái thành phần của nó đây, tại vì nó quá nhiều. Lát nữa Trung sẽ show cho mấy bạn xem ở cái phần bên này ha. Trung chỉ quan tâm ba cái, nó giống như là một cái macro gì đó, đó là protein nè, carb nè, fat nè, thấp, protein cao, là Trung thích từ đó. Còn về cái vị của nó ha, khá là lạc, bởi vì sao nó lạc? Thì whey lạc là một trong những whey mà chất lượng nhất, bởi vì mấy bạn thích uống ngọt đúng không? Bởi vì thực sự là họ dùng tất cả những hương liệu, rất là nhiều hương liệu để tạo ra được cái vị ngọt cho mấy bạn uống. Nhưng mà thực sự như vậy nó sẽ không tốt lắm. Thì gần đây ở trên trang fanpage của anh Quang Nguyễn, thì chắc hẳn mấy bạn cũng đã biết anh Quang Nguyễn là ai rồi, tôi cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Và anh có viết một cái bài về mùi vị của whey, thì thực sự là Trung thấy rất là tâm đắc về cái bài đó. Và anh nói rất là đúng, bởi vì là khi mà whey isolate mà họ tạo ra, mà họ muốn hòa tan được với nước á, thì họ phải trộn những cái phụ liệu vào để có thể lắc hòa tan được với nước, như mấy bạn có thể sử dụng. Nhưng mà về cái thường thì mọi người rất là thích cái mùi ngọt đúng không? Thì thường mà ngọt thì là họ sẽ cho hương vị hóa học rất là nhiều. Còn đối với cái loại whey này á, mấy bạn uống sẽ thấy rất là nhạt, bởi vì là họ cho cái hương vị tự nhiên, chứ không phải là họ cho hương liệu nhiều để mà giống như là hóa chất nhiều để chúng ta uống có cái vị ngọt. Và bởi vì khi bạn uống vào á,
mấy bạn có thể cảm nhận được một số cái loại whey nó sẽ bị gắt ở cái cổ họng sau khi mấy bạn uống, đúng không? Còn đối với cái loại này thì Chung sử dụng bữa giờ cũng được gần nửa hũ rồi, thì Chung thấy rằng khi mà uống xong á, nó sẽ không có cái hậu bị gắt ở cổ họng luôn á, bởi vì là họ không có sử dụng nhiều những cái hóa chất để tạo ngọt. Còn nên thành ra khi mà mấy bạn uống cái dòng này, cái dòng WBI này, thì mấy bạn sẽ thấy whey nó sẽ rất là nhạt. Cái mà chúng ta quan tâm ở đây không phải là độ ngon, mà là chúng ta khi chúng ta sử dụng cái này, chúng ta sử dụng cho cơ thể chúng ta, thì chúng ta cũng phải chấp nhận một số cái. Đó là whey nhạt thì nó mới tốt, còn whey mà quá ngọt thì như vậy thì mấy bạn cũng có thể hiểu được, không thể nào mà nó thể nào ngọt một cách tự nhiên được, thì phải có một cái gì đó gọi là nhỏ, những cái hương liệu gì đó, hóa chất gì đó họ cho vào thì nó mới ngọt được như vậy. Thành ra là Chung đánh giá khá là cao thông qua cái việc sử dụng của cái hãng này. Cảm nhận rằng là họ không có cho nhiều những cái hương liệu, mà đa phần là hương liệu tự nhiên hết. Và cả cái mùi vanilla cream nữa các bạn. Nếu các bạn order về, các bạn uống, các bạn sẽ thấy là sẽ không có cái hậu ở cái cổ họng, nó bị gắt. Và rất là, uống rất là nhanh và rất là dễ luôn. Đó là lý do tại sao mà whey nó thường nó nhạt là nó sẽ tốt hơn là những cái whey mà có cái vị ngọt ha. Thì cái bài viết này là anh Quang cũng vẫn còn để ở trên cái trang cá nhân ngay sau đó, thì các bạn có thể lên để kiếm. Ok, sản phẩm thứ hai tiếp theo trong cái thùng giấy mà chắc chắn là những bạn gầy sẽ rất là thích, đó là dòng Mass On của Urban Muscle. Thì thực sự là thường thì Chung sẽ không bao giờ quảng cáo về Mass, bởi vì là Chung muốn khuyến khích mấy bạn sử dụng, gọi là ăn uống nhiều trong việc tập luyện. Nhưng mà vì sao là Chung lại đưa cái Mass này lên đây, bởi vì á là trong cái Mass này, khi Chung coi thành phần thì nó sẽ không giống những cái Mass của những cái hãng có trên thị trường. Bởi vì sao, Chung sẽ đọc cho mấy bạn xem để xem mấy bạn đánh giá ha. Thì ở trong này một cái scoop của nó, đó là serving size của nó là 80g, thì một cái thì là thường sử dụng chỉ có 2 muỗng thôi. Còn một số hãng bây giờ là sử dụng đâu 6-7 muỗng một serving gì đó, Chung không biết. Ở đây chỉ có 80g thôi. Và mấy bạn đã được 34g protein, và cái lượng fat và cái lượng carb không có nhiều và ngọt giống như là ở một số những cái mask hiện tại trên thị trường. Tại vì á, cái này nó chỉ có 3.2g fat, và carb của nó chỉ có 37.1g carb, và cái lượng đường của nó cũng rất là thấp, chỉ có 3.5g sugar ở trong cái mask này thôi. Thì đây là cái dòng mask này thực sự rất là phù hợp, Mass On rất là phù hợp cho những bạn nào mà ở cuộc cái tip gọi là hot gainer, là những cái bạn mà thực sự rất là khó lên cân. Và đối với những cái bạn mà young trainer, nghĩa là những cái người mà mới tập luyện mà muốn tăng cái body mass, nghĩa là cái lượng cơ chúng ta lên, thì các bạn có thể sử dụng cái này ha. Ngoài cái việc mà tăng cân ra thì nó còn có cái tác dụng, đó là giúp cho mấy bạn tăng cái body mass của các bạn lên rất là tốt. Thành ra đây là một cái sản phẩm mà Chung cũng sẽ xài thử và để review cho mấy bạn. Thì thường thề với mấy bạn, đó giờ từ hồi đi tập mới giờ luôn, Chung chưa bao giờ xài mask một lần nào, bởi vì Chung tìm hiểu trên thị trường chưa có một loại mask nào mà Chung có thể ưng ý được. Thì sau khi mà Chung đọc cái nutrition fact của cái hãng mask này, thì thực sự là Chung nó giống như là whey gì đó, thật sự nó rất như là whey gì đó, nó cái lượng nó không có gọi là bị quá tải giống như là những cái mask có trên thị trường là hàng ngàn calorie nạp vô người mấy bạn thông qua một lần sử dụng. Còn đây thì nó chỉ có khoảng 300+ calorie thôi, nó không có kinh khủng giống như là những cái mask khác. Thì thực sự là mấy bạn, những bạn nào đang có ý định tăng cân thì mấy bạn có thể order ngay cái Mask On này sử dụng thử, và comment ở dưới cho Chung biết sau khi mấy bạn sử dụng mấy bạn thấy như thế nào ha. Thì Chung cũng sẽ sử dụng cái này chung với mấy bạn. Và ngoài ra hãng Urban Muscle còn gửi cho Chung 3 cái áo. Đây là một cái màu đỏ, là hãng của cái hãng Urban Muscle, có chữ Urban Muscle ở đây. Và đằng sau lưng là những cái hình rất là cool. Chung cũng có một cái áo màu xanh ở đây, đằng sau là một cái dòng chữ Urban Muscle Performance. Đây, bạn có thấy màu xanh nước biển, và cũng cái logo y chang như vậy luôn, chỉ riêng cái màu đỏ là có cái logo khác mà Chung đã mặc rồi, Chung không có show cho mấy bạn xem được. Và đây là hai màu áo. Ngoài ra một cái rất là cool, đó là một cái đai leather belt, nghĩa là một cái đai da. Đây là một cái whey training belt. Đây, whey training belt, nó làm bằng da. Thì ok, Chung sẽ unbox cái này ra cho mấy bạn xem. Ok, thì đây là một cái leather belt của Urban Muscle luôn. Thì rất là cool ha, đây là một cái đai training belt.
đây một cái đai training band mấy bạn có thể đeo vào những cái ngày tập ha. Những cái sản phẩm này ở trên web đã có sẵn rồi. Còn chúng ta sẽ không thể thiếu một thứ, đó là bình lắc Urban Muscle màu đỏ, màu chúng rất là thích, chung rất là hợp màu đỏ luôn. Và chúng rất là thích cái bình màu đỏ này ha. Thì đây là một cái bình bình lắc đủ quay, không còn quá xa lạ với bạn. Lifting strap đó là một cái mà mấy bạn mỗi khi mấy bạn deadlift hay là mấy bạn tập lưng á, thì đây là một cái lifting strap. Ok, đây sẽ là một cái lifting strap cho mấy bạn khi mà mấy bạn đi tập luyện, mấy bạn deadlift hay gì đó, bạn cũng có thể sử dụng như thế này ha. Ok, thì mấy bạn cũng có thể order ở trên web được luôn. Về cách thức order thì lát nữa Trung sẽ hướng dẫn cho mấy bạn. Tiếp theo là ở đây Trung sẽ có hai mẫu thử của hai một cái sản phẩm mà hiện tại là chưa có ở nhà Trung thôi, nhưng mà ở trên web là đã có rồi. Thì đây là một cái NOTG mùi orange là mùi cam, và một cái đó là mùi lan đó là mùi chanh. Thì đây là NOTG là một cái sản phẩm mà của hãng Urban Muscle luôn. Thì đó giờ chúng sẽ pop up cái hình ở đây cho các bạn biết về cái sản phẩm đó. Thì đây là một cái sản phẩm mà sử dụng rất là hay luôn á, tại vì thực sự là chúng rất là muốn giới thiệu với bạn nhưng mà không có cái hộp đó ở đây. Thì cái sản phẩm NOTG này thì chắc là Trung sẽ để dành để bật mí với bạn sau khi mà Trung có cái sản phẩm đó ở đây. Nhưng đây là một dòng sản phẩm cực kỳ hay, và bật mí với bạn một điều, đó là các bạn sẽ dùng sau tập rất là hay, nó còn mạnh hơn cả quay nữa. Trung sẽ để dành cái này cho cái lần unbox tiếp theo. Ok, thì tiếp theo sẽ là một cái phần rất là quan trọng để làm sao các bạn có thể có được những cái hộp quay như thế này ở nhà, đó là cách order sản phẩm như thế nào. Thì như chúng nãy nhớ mãi cho nó ở cái trước cái video, đó là đây là một cái web shop thể hình ở Việt Nam, thành ra là mọi thứ sẽ rất là dễ cho mấy bạn order, bởi vì mấy bạn có thể order và có được liền, và không cần phải chờ đợi quá là lâu vì không cần phải ship từ một nước nào về hết, và đã có hàng ở Việt Nam, bạn có thể order có liền, xài liền luôn. Các bạn có thể comment ở dưới video này liền luôn, rất là đơn giản luôn. Về cái cách thức order thì lát nữa là Trung sẽ làm một cái video hướng dẫn ở phía sau đây, thì nó sẽ hiện cái màn hình mà cách mình order như thế nào, ra làm sao. Thì lát nữa sẽ có một cái video mà hiện cái màn hình vi tính lên á. Ok, thì bây giờ là Trung sẽ hướng dẫn cho mấy bạn cách order ở trên trang web shop thể hình ha. Rồi ok, chúng ta sẽ mở một cái trình duyệt lên, chúng ta sẽ sử dụng cái đường link này ha. Thì tất cả cái đường link này đều có ở dưới phần miêu tả, và kể cả cái video mấy bạn đang xem sẽ có phần cái đường link này ở dưới phần miêu tả của bất kỳ video nào. Rồi mấy bạn chỉ việc kéo xuống phần miêu tả, click vào cái link, nó sẽ chuyển qua cái shop web thể hình ha. Hiện tại ở đây là có rất là nhiều các sản phẩm của Urban Muscle ở đây mấy bạn có thể thấy, và có cả sản phẩm của Evo Nutrition, nhưng mà hiện tại là Trung dùng video này để quảng bá gọi là cụ thể hơn về hãng Urban Muscle để tránh phân vân với mấy bạn. Thì ở đây ở dưới phần sản phẩm nó sẽ có thương hiệu Urban Muscle, mấy bạn có thể click vào đây. Hoặc là mấy bạn quan tâm về những cái mục khác như ở đây thì đều rất là rõ ràng ha, từ pre-workout, quay tăng cơ rồi mass gainer ở đây. Ok, thì bây giờ Trung sẽ hướng dẫn mấy bạn order thử một hũ quay. Thì ở đây là sẽ có một hũ WBI mà Trung đã hướng dẫn, Trung đã giới thiệu với mấy bạn ở phía trước video. Thì đây là quay isolate 1kg, hiện tại đang có giá bán là 950. Và bây giờ mấy bạn sẽ chọn mùi vị là chocolate cream hoặc là vanilla cream, số lượng là 1, và mấy bạn sẽ bấm nghe mua ngay, hoặc mấy bạn sẽ gọi đặt hàng. Thì đối với gọi đặt hàng, mấy bạn khi gọi mấy bạn gọi đặt hàng, mấy bạn vẫn có thể sử dụng mã code của Trung, đó là TNB5 để được giảm giá. Và nếu mấy bạn tiếp tục order ở trên web thì bấm vào mua ngay, thì nó sẽ hiện lên cái shopping cart hay là cái order của mấy bạn. Thì cái cách order nó rất là giống như là order trên Tiki hoặc là Lazada, nên là thành ra là mấy bạn rất là đơn giản để sử dụng. Rồi khi mà mấy bạn đã quyết định là không mua gì nữa, hoặc là mấy bạn có thể bấm vào tiếp tục mua hàng ở đây để mấy bạn mua tiếp những sản phẩm khác, hoặc nếu không thì mấy bạn có thể bấm thực hiện thanh toán. Nó sẽ trả về một cái trang, đó là thông tin mua hàng. Thì ở đây mấy bạn có thể nhập, mấy bạn sẽ nhập email của email này, họ tên này, số điện thoại, địa chỉ của các bạn, chọn nơi bạn ở, chọn quận huyện nào đó. Và khi ở đây thì về cái việc thanh toán, ở đây chúng ta sẽ không yêu cầu cần phải có thẻ Visa hay Mastercard hay gì hết. Nếu mấy bạn có thể chuyển khoản được thì mấy bạn có thể liên hệ với lại bên shop để mấy bạn có thể chuyển khoản. Còn không thì nó sẽ mặc định là sẽ thanh toán COD,
nghĩa là bạn chỉ cần phải thanh toán khi nhận được hàng hay thôi. Bước quan trọng ở đây là khi mấy bạn đã xem cái đơn hàng xong thì mấy bạn có thể tiếp tục nhập mã giảm giá, đó là mã TNB5, và mấy bạn sẽ click và áp dụng. Rồi mấy bạn sẽ thấy không, mấy bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ được giảm giá ở đây, và mã hiện tại là đang hoạt động ở trên web thì đó, mấy bạn sẽ được giảm ngay tiền ở đây sẽ còn 902.500 đồng thôi. Sau đó mấy bạn sẽ bấm vào click vào đặt hàng ha, rất là đơn giản luôn. Rồi đó là một cách order cực kỳ nhanh, mấy bạn bấm vào đặt hàng có thể là xong rồi đó. Ok, mấy bạn sẽ quay về giỏ hàng và mấy bạn có thể tiếp tục mua hàng ở, mấy bạn có thể lên trang web shop thể hình để mấy bạn mua ha. Có rất là nhiều những cái hot deal ở đây để mấy bạn có thể lựa chọn ha. Là trên hiện tại trên đây là đang có những cái sản phẩm mà Chung đang giới thiệu với bạn, đó là Urban Muscle và Evolve Nutrition. Thì ở đây là Evolve Nutrition đây, nhưng mà Chung sẽ dành một cái video sau để nói riêng về hãng này sau ha. Rồi thì đó là cách thức order, và mấy bạn khi mấy bạn đặt hàng online có thể gọi số điện thoại này và mấy bạn đọc mã code của Chung khi mấy bạn order ha. Và còn một cách order nữa đó là mấy bạn có thể order thông qua fanpage. Ok, và sẽ có một cách thức order khác nữa, đó là mấy bạn có thể order qua ở trên fanpage của Facebook ha, đó là shop web thể hình facebook.com shop web thể hình ở đây, hoặc mấy bạn có thể search cái tên thực phẩm thể hình như thế này ở trên trên Facebook, và mấy bạn có thể order trực tiếp ở đây. Mấy bạn bấm vào send message ở đây là nó sẽ gửi tin nhắn mấy bạn order cái gì đó, mấy bạn nói với lại người trả lời với mấy bạn, đó là mấy bạn sử dụng mã code là TNB5, và sau đó mấy bạn sẽ được giảm giá ha, y như là order trên web. Nhưng mà thực sự là Chung khuyến khích mấy bạn sử dụng cái đường link ở tất cả mỗi video Chung đều có, thì như vậy nó sẽ rất là đơn giản và nhanh chóng, sẽ không cần phải vô Facebook ha. Thì mấy bạn có thể gọi đặt hàng rồi mấy bạn có thể order trực tiếp trên web cực kỳ nhanh. Về ở đây thì giao hàng là cực kỳ nhanh luôn, nhận hàng chỉ trong vòng 24 giờ, 7 ngày đổi trả hàng cực kỳ dễ. Chúng ta có thể bảo hành chính hãng 12 tháng và mấy bạn có thể tích điểm. Ok, thì đó là cái cách thức order rất là đơn giản ha. Mấy bạn có thể kéo xuống, sau khi coi xong video này kéo xuống phần description box, phần miêu tả, click vào đường link đó, và mấy bạn có thể xem qua tất cả các sản phẩm của hãng Urban Muscle ở đây. Và nếu mấy bạn thích thì mấy bạn có thể order về và sử dụng ha. Thì đây là một trong những hàng sản phẩm mà Chung đang thấy rằng cái thành phần của nó rất là tốt luôn và rất là đa dạng ở đây, mấy bạn có thể lựa. Ngoài ra có những cái sản phẩm khác như là vitamin này hay về những cái phụ kiện ở đây ha. Rồi, ok. Và chắc chắn là Chung sẽ không quên một thứ, đó là cho những bạn xem video của Chung thì ở ngay phần dưới phần video, phần dưới phần description box sẽ là một cái link order. Và cái link đó khi bạn click vào, khi bạn order bình thường và sau đó mấy bạn nhập cho Chung một cái mã giảm giá là TNB5 thì mấy bạn sẽ được giảm giá ngay, và đó là mã code của Chung, mấy bạn phải nhớ trong đầu, đó là TNB5 và đường link ở dưới phần description box ở mỗi video. Nên thành ra là mấy bạn cứ thoải mái order và có thể nhận được hàng liền chỉ trong vòng 1 đến 2 ngày order thôi. Còn về chi tiết và những cái cách sử dụng như thế nào thì Chung sẽ lồng những cái sản phẩm này vào trong những cái ngày tập luyện của Chung ha, và mấy bạn sẽ biết nhiều hơn về những cái sản phẩm này. Thì vì trong một video Chung không thể nào mà nói hết được tất cả, và đây là một video mà Chung muốn giới thiệu với bạn một cái hãng sử dụng mới mà Chung hiện tại đang hợp tác, và Chung thực sự cũng muốn mấy bạn sử dụng những cái gì đó tốt nhất đối với cơ thể của mấy bạn, và Chung sẽ lựa ra những cái sản phẩm tốt nhất và để giới thiệu đến với mấy bạn ở trên channel của Chung. Thì hy vọng mấy bạn sẽ ủng hộ Urban Muscle và Evo Nutrition và đồng thời là shop web thể hình luôn ha. Thì cái cách order thì chắc chắn là mấy bạn cũng đã coi rồi. Thì hy vọng mấy bạn thích cái video này, nhớ like, share và subscribe channel của Chung, và đừng quên order Way Urban Muscle để sử dụng. Ok, thì peace out.